Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Bình Dương vẫn duy trì ổn định. Một số mặt hàng có tăng giá nhẹ, nhưng nguồn cung vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ghi nhận tại chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương, không khí mua bán trong những ngày qua trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Người dân không chỉ mua sắm cho nhu cầu hàng ngày mà còn tích cực chọn mua các mặt hàng như mì tôm, nước uống và thực phẩm đóng hộp để gửi ra hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở miền Bắc. Theo các tiểu thương, dù nhu cầu tiêu thụ tăng lên rõ rệt, các nhà phân phối và doanh nghiệp cung ứng hàng hóa tiếp tục duy trì chính sách bình ổn giá, đồng thời đảm bảo nguồn cung dồi dào cho các tiểu thương nên giá cả các mặt hàng này vẫn giữ mức ổn định. Đối với các mặt hàng tươi sống như thịt heo, bò, giá cả vẫn được giữ ổn định so với ngày thường nhờ nguồn cung đầy đủ. Tuy nhiên, tình hình giá rau xanh lại có sự thay đổi nhẹ do thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến sản xuất và vận chuyển rau xanh. Theo tiểu thương, giá rau xanh đã có sự tăng nhẹ, cụ thể là các loại như xà lách, bầu bí, dưa leo, cà chua đã tăng nhẹ từ 1 tới 4.000 đồng một ký, tùy thuộc vào từng loại.